Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa hôm nay chúng ta tiếp tục quay trở lại với tập số 9 của câu chuyện Đất Này Giữ của tác giả Luna Nguyễn. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 9 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thầy đứng thẳng chỉ mũi kiếm thẳng tắp lên trời mà niệm chú. Tuy thầy chưa kịp đọc thần chú thì từ xa bay đến một đám mây đen vần vũ trên nền trời đêm. Trong âm phong cuồn cuộn, đám mây đen kia nứt toác ra, rồi một bàn tay đen to lớn từ trong thinh không thò xuống, tóm luôn lấy gã thần quỷ và cả cây quyểu quỷ trơ vơ trên mặt đất lôi tuột lên cao. Ngay khi thầy A Sào còn dậm chân giận dữ thì gã huyết thần quỷ cùng với lại mây đen nọ đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn văng vẳng là một câu nói lạnh lùng pha với chút giễu cợt. Thằng nhóc vô tri Hoàng A Sào, mày đừng tưởng mày thắng được tao trận này vội đắc ý. Chúng ta còn chưa xong chuyện đâu, hẹn một ngày không xa. Tiếng nói vừa dứt thì bỗng đành một tiếng, pho tượng thần linh ngay chính giữa điện thờ bỗng nổ tung. Ngay lập tức cả căn phòng chìm trong bóng tối, giơ tay không thấy được năm ngón. Bây giờ thầy A Sào mới mệt mỏi đứng dậy. Con huyết quỷ đã bị ta đánh trọng thương, ít nhất trong vòng 100 năm nữa nó mới phải ẩn nấp nơi cửu trùng thiên đạo để tu luyện, hòng khôi phục lại công lực, nên không thể ra ngoài hại người được đâu. Có chút việc cuối cùng thầy cho ta phải hoàn tất, rồi còn trở về núi thưa con. Diệu A Toàn ra phòng khách cho cậu nằm tại một nơi, với Giang Lương tại bộ ván gỗ giữa nhà. Rồi cả hai thầy trò trở lại con đường dài sỏi giữa hai dãy nhà dành cho người làm. Bằng qua con đường, cả hai tiến đến cánh cổng khép hờ dẫn ra khu nhà mồ dành cho dòng họ Giang Lương. Lúc này lối chừng đã từ cuối canh năm, nên cuối cùng ông mặt trời đã xuất hiện. Những tia sáng bàng bạc mệt mỏi chiếu xuống ngôi làng đang dần chìm trong biển âm u mù mịt. Không gian hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí không có nổi một tiếng chó chu hay là tiếng côn trùng rả rích như thường thấy ở những nơi đồng bằng Bắc Bộ, nơi có nhiều ao chuông và cỏ dại. Hai thầy trò băng qua con đường tiến về khu nghĩa trang, hé mở cánh cổng gỗ rồi phăm phăm tiến về ngôi nhà nhỏ cuối đường, nơi tiếp giáp với dòng sông Tô đang cuộn trào tung phù sa đỏ ngầu giận dữ. Ngôi nhà nhỏ nằm nép mình dưới tán cây hòe già, đang không ngừng tỏa ra từng vòng âm khí và oán khí. Hai dòng lưu đỏ đen hòa vào nhau rồi từ từ khuếch tán trong không khí, đầu độc người và cả sinh vật sống trong phạm vi cả ngàn dặm. Thầy A Sào lôi trong tay nải ra một chiếc mặt nạ hình cáo đỏ, lại đưa một chiếc khác cho thằng bé Gia Bảo, rồi cả hai thầy trò tiến vào bên trong. Lúc này căn hầm bí mật đã được đóng lại, dán một lá bùa màu tím nhạt bên trên. Tuy nhiên âm khí và oán khí quá mạnh mẽ đã bào mòn gần như toàn bộ linh lực. Cái thở dài, ông A Sào lẩm bẩm: công may mà ta đến kịp thời, nếu không chỉ một đoạn thời gian ngắn nữa thôi, cái thứ sinh vật bên dưới kia sẽ ăn mòn hết linh lực của lá bùa và thoát ra. Đến lúc đó ta e là nhân loại sẽ tắm trong biển máu mất thôi. Nhanh như cắt, thầy lôi ra một lá bùa vàng ánh kim dán lên trên nền đất nơi miệng hầm, đoạn cắt đầu ngón tay trỏ ba giọt máu bôi lên lá bùa, rồi ngồi thẳng xuống nền đất bắt đầu niệm chú. Cứ tầm ba khắc thể lại quất nhẹ đôi phất trần lên đá bùa. Từng vòng ánh sáng ngũ sắc từ đôi phất trần bay ra bao bọc lấy lá bùa. Qua nửa nén nhang thì lá bùa bốc cháy đùng đùng, rồi một vòng khói ngũ sắc lan tỏa bay vút vào trong hầm, kèm theo một tiếng hét bén nhọn vang lên. Ngày sau chàng tiếng hét chói tai là tiếng móng vút sắc nhọn cào cào soàn soạt, hệt như móng tay cào trên sắt vô cùng gây sợ. Thầy A Sào lại lôi trong tay nải ra gói vài bầm viên đá từ căn nhà nhỏ, đặt lên bên cạnh nắp hầm, rồi dùng kiếm pháp chém mạnh lên trên. Một tia sáng rực rỡ từ lưỡi kiếm tỏa ra đánh mạnh lên viên đá, khiến cho nó lóe lên một vòng ánh sáng rồi từ từ mở dần. Chờ cho tia sáng từ linh lực dần đi thì viên đá yểm hồn đã biến mất, và cả tiếng cào sồn sột nọ cũng vô tung vô ảnh. Hai luồng âm khí và oán khí cũng đã không còn ngùn ngụt bốc lên nữa. Hai thầy trò xoay nhẹ chân bàn thờ cho nắp trên cửa hầm đóng lại, che đi tàn tích miệng hầm,
rồi mệt mỏi ra khỏi ngôi nhà. Lúc này do không còn nguồn cung cấp oán khí nên không khí trong làng đã phần nào dịu lại. Hai thầy trò thằng Tiến tiến đến cái giếng làng. Ông A Sào lại lôi ra gói bột mìn rắc lên mặt nước rồi lâm dâm đọc chú. Ngay lập tức, một màn âm u bao bọc đã lập tức bị một trận gió băng hẳn cuốn đi, trở lại mặt nước yên ả hôm nào. Trở lại nhà bác hộ cải, lúc này mấy người dân đã tỉnh lại trong cơn mơ màng, ngơ ngác tự hỏi nhau tại sao mình lại đang ở đây. Cuối cùng không lý giải được lý do, cả bọn ngại ngùng cúi đầu chào thầy A Sào rồi dắt nhau rời đi. Chờ cho cả bóng mấy người tán điện khuất sau dần kính cổng sắt đen, thầy A Sào mới đánh một cái thở nhẹ rồi trở về nhà chính. Trong phòng khách lúc này Giang Lương và A Toàn đều đã tỉnh nhưng vẫn còn đờ đẫn ngồi trên tấm phản gỗ. Giang hiệu cho Gia Bảo mang nước lại, ông A Sào cho cả hai uống thêm hai viên hoàn nữa rồi đặt cả hai nằm trên thảm. Đoạn lôi tiếp ra bà gói bùa đưa cho Gia Bảo rồi dặn: thầy đã mất quá nhiều công lực, hiện giờ phải điều tức một chút. Còn em mang bốn gói bùa này chôn ở bốn góc của mảnh đất này, đợi một thời gian nữa sẽ ổn thôi. Xế trưa thầy A Sào đã điều tức xong liền mở mắt ngồi dậy. Giang Lương và A Toàn cũng tỉnh táo rất nhiều. Thầy A Sào liền thu xếp hết vật dụng cho vào tay nải. Đoạn nhìn Giang Lương rồi bảo: ta phải về lên trấn đem mấy vong linh bị hãm hại ở đây lên chùa Linh Ứng, nhờ sư cụ Đàm Thanh giúp ta tụng kinh siêu độ. Mặc dù đất này đất được ta yểm, tuy nhiên cần một đoạn thời gian nữa mới sạch âm khí và có thể ở được. Các cậu nên tạm lánh đi đâu đó một thời gian. Chúng tôi xin đội ơn thầy, xin thầy theo chúng tôi về trấn để chúng tôi được đền đáp công ơn của thầy. Trở lại trấn Đại La, sau khi sai người làm hết, thầy cho ông A Sào một bữa tối thịnh soạn. Giang Lương dưới vào tay của ông một túi vải đựng mấy thỏi vàng ròng, rồi Đoàn thở dài rồi nói: qua sự việc lần này tôi mới nhận ra, danh lợi chỉ là phù du, sinh tồn được mới là điều đáng quý. Tạ ơn thầy đã ra tay cứu giúp tôi thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Ơn này tôi đời đời ghi lòng tạc giả, có chút lòng thành gọi là xin thầy nhận cho. Sau khi từ chối một hồi, thầy A Sào cũng nhận túi vàng nhét vào trong tay này. Đắn đo một hồi thì lại lôi ra một sợi dây chuyền bạc, có gắn một viên đá đỏ trên mặt dây chuyền rồi dặn: cậu tốt nhất không nên về lại ngôi làng đó nữa. Bần đạo tặng thêm cho cậu sợi dây chuyền này. Nó được làm từ đá quý vạn năm trên đỉnh núi Thiêng, quanh năm mịt mù mây phủ. Lại được chính tay của bần đạo chỉ chú và hương hưởng khói trong vòng 10 năm, cho nên có linh lực bảo vệ cực mạnh. Thế bây giờ bần đạo xin phép cáo từ. 100 năm sau, trấn Đại La ngày nào bây giờ đã trở thành hạ thành sôi động thủ phủ của đất nước. Ngày 20 tháng 3 đẹp ngày, chính là ngày cưới của Giang Minh và Ánh Hầm. Sau khi chúc tụng một lượt, tất cả các bàn tiệc mời khách của bố mẹ tại khách sạn 5 sao lớn bậc nhất hạ thành. Giang Minh lúc này mệt mỏi nháy mắt với vợ rồi cả hai dắt nhau về phòng tân hôn trên tầng 28. Chính là phòng tổng thống mà khách sạn đặt cách cho vợ chồng họ một đêm tân hôn tại đây. Sau hơn nửa tiếng ngâm mình trong bồn tắm sục ấm áp với những cánh hoa hồng nhung đỏ thắm thơm tho, cả hai cũng quấn khăn tắm ngang mình, trở lại nằm sóng xoài trên chiếc giường king size giữa phòng. Anh Hồng gối đầu lên cánh tay Giang Minh, hai mắt nhắm nghiền mơ màng để đôi tay búp măng thon dài xoa nhẹ lên bộ ngực thon dài 6 múi màu lúa mạch của chồng. Bất ngờ bàn tay cô chạm phải một vật cứng cứng nơi ngực anh. Có chút giật mình, cô ngồi bật dậy hé mắt nhìn. Thì ra đó là một sợi dây chuyền bạc có mặt là một viên đá đỏ khá lớn nhưng vô cùng thô ráp. Tò mò, cô gái đưa tay mân mê viên đá nhìn có vẻ giá trị rồi thẽ thoạt hỏi: chồng ơi, anh lấy sợi dây chuyền này ở đâu? Chồng xấu chết đi được, nhà mình thiếu gì tiền anh phải đeo cái thứ rẻ mạt này chứ. Đây là sợi dây do ông nội anh cho tối ngày hôm qua. Mình cũng không hề hé mắt, chỉ vươn tay kéo vợ nằm xuống rồi Đoàn lười biếng trả lời: anh có không rõ tại sao, chỉ biết nó là báu vật gia truyền từ thời của anh để lại, chỉ truyền cho các cháu trai đích tôn trong nhà. Không những thế, ông còn bắt anh thế lên thờ xuống, không bao giờ được tháo sợi dây đó ra. Anh thấy nó cũng không có đến nỗi nào, nên cứ thôi đeo cho cụ vui lòng vậy vợ yêu ạ.
Anh nói cũng phải. À mà chồng ơi, thời gian này anh bận bàn dự án với bố và các chú, không đi tuần trăng mật được. Em có thể hiểu. Thế nhưng mai là thứ bảy, anh xin phép bố mẹ cho đi dã ngoại một chuyến đi. Mình chỉ đi trong 2 ngày cuối tuần thôi. Cưng tính đi đâu mà đi về trong 2 ngày? Chẳng phải mấy khu resort sân golf quanh Hà Thành vợ chồng mình đã quần nát rồi sao? Chồng không biết đó thôi. Gia đình con Mai bạn em nó mới đầu tư xây dựng một khu biệt thự nghỉ dưỡng ở một ngôi làng nhỏ ven sông cách đây có hơn 50 cây. Nghe nói có cả bể bơi, hồ câu cá, sân chơi tennis, thích lắm. Ngày mai nhà nó mới khai trương nên có nhà ý mời vợ chồng mình đến đó chơi để trải nghiệm mô hình nghỉ dưỡng nơi thôn dã, vừa là chuyến trăng mật ngắn đó chồng. Vậy thì tùy em quyết định. Anh dù sao thì cũng miễn là vụ vui là được rồi. Thôi mình tranh thủ ngủ một chút, anh đuối như con cá chuối rồi đây. Mình ghét đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của vợ mấy cái rồi nhắm nghiền hai mắt lại. Chẳng mấy chốc đã vang lên tiếng thở đều đều của anh. Hồng khép bĩu môi thở dài, cơ dùng đôi tay nhỏ nhắn đấm liên tục lên ngực của chồng. Mình cũng chỉ cau mày nhưng vẫn thở đều. Chán nản cô cũng nằm xuống bên cạnh, gối đầu lên ngực của chồng rồi chìm vào giấc ngủ. Mà không biết có một đôi mắt đỏ mọng từ trên cánh cửa sổ phòng ngủ đang nhìn chằm chằm vào cả hai vợ chồng đầy oán độc. 8 giờ sáng, chiếc điện thoại bàn réo liên hồi, nhưng cả Minh và Hồng đều vùi đầu vào trong chăn ngủ say mà không biết trời trăng mây gió gì cả. Tú Lệ, cô nhân viên chăm sóc khách hàng, bấm máy áp lên tai nghe tiếng chuông giòn giã mấy hồi nữa rồi thất ngúm mà chán nản đặt ống nghe xuống bàn. Hải Yến bên cạnh tay lăm lăm con dấu đóng liên hồi vào mấy tờ giấy, xong cô đặt đánh soạt xuống mặt bàn nhìn bạn cười. Lệ ơi là Lệ, hôm nay là ngày đầu tiên sau đêm tân hôn của bọn họ, giờ này hẳn còn mệt lắm, làm sao thức nổi mà cậu gọi làm chi cho mất công. Thà là giúp tớ soạn lại mấy cái thư phản hồi của khách này có ích hơn đó. Biết là vậy, nhưng mà họ đã đặt dịch vụ báo thức buổi sáng, không gọi không có được đâu đó cậu. Tô Lệ cố chấp gọi thêm mấy cuộc nữa rồi chán nản thả ống nghe xuống chuyên tâm vào đống thư phản hồi của khách hàng. Công chồng lúc đó tại phòng ngủ tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn Thiên Đường. Hồng vẫn còn đắm mình trong cơn mộng mị. Cô thấy mình là bước trên một con đường toàn sỏi đá, hai bên là những nấm mồ bằng đá hoa cương vô cùng lạnh lẽo. Ngoài những nấm mồ vô tri thì chỉ có chính cô đang từng bước tiến về phía trước mà thôi. Đang mơ màng tự hỏi mình đang ở đâu thì bất ngờ một tràng tiếng quả vang lên từ trên ngọn cây hòe giả bên cạnh, khiến cô giật mình đứng sững lại, quay đầu ráo rác tìm kiếm chồng, nhưng bóng dáng của mình đã vô tung vô ảnh. Tiếng quả kêu thê lương cùng với những nấm mộ lạnh lẽo khiến Hồng có chút hoảng sợ. Cô toan quay đầu bỏ chạy thì cánh cửa căn nhà nhỏ trước mặt bỗng két lên một tiếng mở rộng, rồi một đứa con gái còn trẻ trong bộ áo lụa màu đỏ vô cùng hấp dẫn từ trong ngôi nhà vươn người ra mà vẫy tay với cô. Hồng ơi, đi đâu đó? Tới đây chơi vui đi, tới đây chơi với các chị đi Hồng ơi. Như một con rối, Hồng quay người trở lại rồi cứ từng bước tiến về hướng ngôi nhà nhỏ nằm cuối con đường dài đá cuội sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Bằng mấy bước chân, Hồng đã đứng qua trước cửa của ngôi nhà nọ. Từ bên trong có mấy bàn tay trắng bệch vươn ra tóm lấy cánh tay của Hồng mà lôi vào. Cảm nhận hơi lạnh thấu xương thoát ra từ những bàn tay kia, Hồng hoảng hốt toàn bước giật lùi thì một vòng ánh sáng đỏ lóe hiến lên khiến cho bàn tay kia vội rút vào bên trong. Và cánh cửa căn nhà nọ cũng rít lên rồi đóng sập lại. Tiếng bàn lề cửa ken két đã thành công lôi Hồng ra khỏi cơn ác mộng. Giật mình cô mở tròn mắt ra thì mới nhận ra mình đang nằm trên giường với một tấm chăn bông mỏng đắp hở hững trên bụng. Mặc dù thời tiết bên ngoài khá lạnh và trong phòng cũng có máy lạnh, nhưng toàn thân cô vẫn đầm đìa mồ hôi. Đưa tay lên lau đi mấy giọt mồ hôi vương trên má thì tiếng điện thoại di động trên bàn bỗng đổ chuông giòn giã, khiến cô giật nảy cả mình hét toáng cả lên. Đang ngủ ngon nghe tiếng của vợ đột ngột hét lên bên tai khiến Minh giật mình. Anh mơ màng vươn tay ôm Hồng vào ngực vỗ về rồi cất giọng lè nhè ngái ngủ. Đừng có sợ, có anh đây ngoan nào. Để anh cho em ngủ thêm một chút nữa nhé, anh oải quá vợ ơi. Chờ cho cơn xúc động qua đi, Hồng vươn tay tóm lấy chiếc điện thoại hòng xem giờ thì nó lại đổ chung inh ỏi một lần nữa.
Thắng cau mày, cô đưa lại gần rồi liếc qua ấn nút. Khi điện thoại vừa kết nối đã vang lên những tiếng ồn ào và giọng nói vui vẻ của Phương Mai. Ê con mèo lười, giờ này con ngủ hả? Tân hôn kỹ quá thôi. Đã dậy chưa? Tụi tao tới đón ăn sáng rồi vì biệt thự nghỉ dưỡng nhá. Tụi thằng Hào con Thúy có mặt cả rồi, chỉ còn chờ vợ chồng mày thôi. Hồng liếc nhìn chồng đang vùi mặt trong chăn ngáy nhẹ nhẹ thì có chút bất đắc dĩ. Tuy nhiên nghĩ đến cảnh cả bọn vui chơi ở biệt thự miệt vườn, lại không cứng được liền quyết định. Được rồi, tụi mày chuẩn bị đi, tầm một tiếng nữa qua khách sạn đón vợ chồng tao. Hơn một tiếng sau, chiếc limousine phiên bản giới hạn cua một vòng nơi cuối con đường cổ ngư rồi đâm vào thẳng sảnh lễ tân khách sạn. Vợ chồng Minh Hồng đang nai nịt gọn gàng, đang ngồi nhâm nhi tách cappuccino thơm nồng. Sau khi trêu đùa mấy câu, Hà và Tùng liền nhanh nhẹn nhấc mấy cái ba lô lớn đựng đồ của bạn lên xe, rồi chiếc xe lăn bánh ra khỏi khách sạn, trực chỉ hướng tây thẳng tiến. Công đường hơn 30 km từ Hà Thành về biệt thự thôn dã nhưng ngắn lại, khi cả bọn vừa gặm bánh mì vừa cười đùa ríu rít. Lờ đánh đưa hộp sữa tươi lên mút, Hồng ngắm nhìn những thửa ruộng mới cấy xanh ngát đang ào ào lùi lại phía sau rồi mỉm cười với bạn. Phương Mai này, đã bao lâu rồi chúng mình chưa có đi dã ngoại cùng nhau? Có lẽ là từ ngày mày đi học nghiệp vụ ở nước ngoài 2 năm về trước phải không? Lần này về luôn hay là còn phải sang bên nước học? Đáng ra thì còn phải đi thực tế tầm 2 tháng. Với bọn cùng lớp rủ đi xuyên châu Âu một chuyến trước khi về nước. Nhưng mà tụi mày cưới nên tao xin về luôn. Đợt này gia đình ta mua cái biệt thự vùng quê này thì chúng ta có thể về đó để câu cá cắm trại vào những ngày cuối tuần nếu chúng mày không có bận. Nghe tiếng đám thanh niên hò reo phấn khích, anh tài xế lái xe cũng khẽ mỉm cười theo. Cuộc sống vốn nhiều trong cái thử thách, cứ vui lên khi còn có thể các bạn trẻ. Chẳng bao lâu sau, con xe đã bỏ lại con đường cao tốc, sẽ vào con đường nhỏ. Giữa một bên là những dãy đồi thoai thoải uốn lượn dọc theo con sông Hoài, và một bên là những thửa ruộng xanh mướt. Đang ngòn trớn, bỗng chiếc xe giật lên mấy cái như là răng của bà lão, phun khói mù mịt rồi dừng lại. Có chút khó hiểu, anh tài tắt máy quay sang đám thanh niên đang mắt chữ O mồm chữ A rồi phân trần. Rõ ràng trước khi đi anh có kiểm tra kỹ càng lắm mà. Thưa cô cậu cứ ngồi trên xe, anh xuống kiểm tra thế nào, hẳn là không có chuyện gì đâu. Trong lúc anh lái xe đang loài hoài chưa vào gầm xe để kiểm tra, đám thanh niên cũng tò mò nhảy xuống theo, đưa mắt nhìn ngọn đồi chọc nghiêng nghiêng bên thửa ruộng lúa mới, rồi dõi mắt nhìn về hướng một ngôi làng nhỏ áng chừng chỉ tầm 30 nóc nhà nằm tròn von giữa cánh đồng. Hồng tò mò hỏi: Ê mấy đứa, ngôi làng nhỏ kia xinh quá nhỉ, nằm treo leo giữa cánh đồng với một con sông uốn lượn bao quanh, nhìn hệt như là một bức họa vậy. Nhìn ngôi làng ấy tao nhớ đến một ngôi làng ở bên châu Âu. Bao quanh làng là kênh rạch, nếu muốn vào làng chỉ có cách chèo thuyền thôi. Ngày còn bên đó tao vượt từ bản đến ngôi làng đó mấy lần, rất là bình yên. Chính vì thế mà khi trở lại Việt Nam, nghe bố mẹ mô tả về biệt thự nghỉ dưỡng của gia đình, cho nên tao đang hào hứng rủ tụi mày về đó để thẩm luôn. Cái gì? Ý mày là căn biệt thự của gia đình mày chính là ngôi làng đó hả Mai? Thế Mai chỉ mỉm cười nhẹ không đáp. Cả bọn lại nhau lên mừng rỡ. Đúng lúc này, từ chân dốc thoai thoải của ngọn đồi bên cạnh, bất ngờ xuất hiện một người đàn bà lưng cầm đang gùi một chiếc cùi tre lớn với rất nhiều loại thảo mộc trên lưng. Thế đám trẻ bà ta lúc này cau mày rồi từ từ bước tới thăm chú, rồi nhìn một hồi cất giọng khàn khàn rồi hỏi: Mấy đứa ở nơi khác đến đây phải không? Nhìn là biết chúng mày con nhà khá giả ở trấn lại đây rồi, đến đây có việc gì sao? Dạ, chúng con chào bà. Mai nhanh nhẹn bước tới cúi đầu chào bà cụ rồi mỉm cười: Chúng con ở Hà Thành xuống, chẳng là gia đình con có mua mảnh đất ở ngôi làng kia xây dựng lại thành khu biệt thự nghỉ dưỡng, cho nên hôm nay nhân ngày nghỉ cuối tuần chúng con đưa tụi bạn về đây. Cái gì? Chúng mày lại đến ngôi làng địa ngục đó hả? Cút đi, đây không phải là thiên đường cho chúng mày đến vui chơi, muốn sống thì đi ngay. Ơ kìa bà, có thấy ngôi làng đó bình yên lại đẹp như tranh vẽ, sao bà lại gọi nó là ngôi làng địa ngục? Mai mỉm cười tuân vươn tay nắm lấy tay của bà già kỳ lạ nọ. Thế nhưng bà ta nhanh nhẹn trốn thoát. Trọn ta đôi mắt trắng dã nghít nhìn lại Mai, rồi lại nhìn Hồng, rồi từ đôi môi của bà ta bất chợt vén lên một nụ cười vô cùng bí hiểm.
Quả mấy phút bà ta từ tốn hạ chiếc gùi trên lưng xuống, lấy ra một nắm cây vô cùng kỳ lạ. Cả bà trẻ xanh ngăn ngắt đến tới trước mặt cả bọn rồi hồ hởi nói: "Rau sạch đây, sinh mạng đây. Cô cậu có mua không? Chỉ có 500 ngàn một bó. Mua đi, mua đi." "Bà ơi, sao rau gì mà đắt vậy? Với lại bà vừa bảo là rau gì, rau sinh mệnh à? Cháu chưa nghe tên bao giờ cả, cũng chưa từng được nhìn thấy bao giờ ấy." Không nén được cơn tò mò, Hà bước tới vươn tay nhận lấy một bó trên cổ của bà. Rồi bất ngờ cậu thấy bàn tay của bà cụ nọ lạnh toát, hệt như đang nắm một tảng đá trên tay vậy. Toàn vứt trở lại giò thì bà cụ nở một nụ cười nhẹ, rồi nói thì thầm bí hiểm: "Đúng vậy, rau của ta sở dĩ đắt đỏ vì nó chỉ mọc ở những nơi có nồng độ âm khí dày đặc, nhưng lại được chiếu rọi bởi ánh tà dương. Nó gọi là nơi giao thoa của âm dương đó. Không những vô cùng độc mà nó còn giúp cậu cải tử hoàn sinh. Chính vì vậy mới có tên là rau sinh mệnh. Các cậu nên mua đi, kẻo có lúc cần đến lại không có mà mua đâu." "Vậy cái này phải nấu thế nào hả ba?" "Chẳng cần nấu gì cả, chỉ cần cho người bệnh nuốt một nắm lá là sẽ ổn thôi. Có điều nếu như người đó đang có tử trạng thì rau của ta cũng vô dụng mà thôi. Cậu mua đi." Hà băn khoăn thì Tùng và Tuy bước tới gần rồi hồ hởi bảo: "Rau tốt quá, thôi chúng ta mua ủng hộ bà cụ, để bà cụ còn về. Tội nghiệp lớn tuổi thế này vẫn còn phải trèo đèo hai mấy mớ rau để bán." Rồi Tuy mở chiếc túi xách lôi ra mấy tờ tiền xanh dưới vào tay của bà cụ rồi mỉm cười: "Dạ, chúng cháu sẽ xin mua hết chỗ rau này. Cảm ơn cụ đã nhọc công để hái cho tụi con." Bà cụ bất ngờ đẩy tay của Thúy ra, rồi mỉm cười một nụ cười lạnh lẽo: "Ta chỉ bán rau cho hai cậu với cô này thôi, tổng cộng là 3 bó. Chứ không bán nhiều, nên nhớ nó cũng chỉ có thể cứu mạng chúng mày tối đa là 3 lần, và những đứa khác 1 lần thôi. Hãy nhớ kỹ cho ta." Nói rồi bà ta vươn tay rút 3 tờ tiền xanh trong tay của Thúy, rồi rút lại 3 nắm rau nhỏ vào tay của cô, rồi quay trở lại con đường dốc dẫn lên đèo. Mãi cho đến khi bóng của bà cụ khuất dần rồi mất hút sau con đèo dốc thoai thoải nọ, thì mới bắt đắc dĩ nhún vai mang bà bó rau lạ lùng nọ trở lại đặt lên xe. Anh Tài lúc này cũng đã chui từ gầm xe ra mà lấm lem mồ hôi nhễ nhại. Anh leo trở lại rồi khởi động thì con xe lại nổ máy ngon chớn, chứ không hề có chuyện gì xảy ra. Đưa tay lau chút mồ hôi lạnh vương trên má, anh mở cửa xe thò cổ ra ngoài rồi la lên: "Ê, mày Tư có thấy lạ không hả? Anh kiểm tra cả buổi không thấy có điều gì bất thường, thế mà xe vẫn chết máy. Vậy mà bây giờ lại nổ bình thường rồi này. Thôi lên xe đi, còn về biệt thự kẻo ông bà lại sốt ruột đấy." Sau khi đi hết con đường nhỏ giữa 2 thửa lúa xanh biếc thì cả bọn cũng đã vượt qua được cây cầu gỗ nhỏ vào trong làng. Qua cánh cổng làng tầm hơn 100 mét, anh lái xe cũng khéo léo cưng một vòng rồi dừng lại bên cánh cổng gỗ niêm cao và một dải bờ rào bằng hoa dâm bụt đỏ ối. Xe vừa dừng lại thì từ bên trong có một người phụ nữ trung niên trong bộ váy lụa hoa màu, mỡ gà, tóc vấn cao, vô cùng quý phái, xăm xăm đi ra mở cổng rồi mỉm cười: "Kìa, mấy đứa đấy hả? Sao giờ này mới tới đây? Bác nghe Mai nói sẽ rời Hà Nội sớm rồi còn ngắm bình minh trên sông Hồng cơ mà." "Dạ có chút chuyện mẹ ạ." Mai xuống xe nắm tay của mẹ nũng nịu: "Chỉ tại vợ chồng con Hồng thôi, chúng nó tân hôn kỹ quá dậy muộn nên mãi 9 giờ sáng từ Hà Nội đi đó mẹ." Cùng lúc đó thì vợ chồng của Minh Hồng cùng với Tùng và Thúy cũng xuống xe. Hào xuống sau cùng với mấy túi đồ lỉnh kỉnh trên tay. Cậu đỏ mặt nhìn người phụ nữ rồi mỉm cười ấp úng nói: "Dạ con chào bác Lan." Hà cúi đầu lý nhí chào: "Con nghe em Mai kể về bác nhiều, nói mẹ mình mặc dù đã sinh được 2 anh em lớn hết rồi nhưng vẫn còn rất trẻ. Không ngờ hôm nay gặp bác không những trẻ mà lại còn rất đẹp à." "Cậu thật là dẻo miệng, cảm ơn cậu nhé. Nhờ cậu khen mà tôi trẻ ra cả chục tuổi đấy. Thôi nào vào đây các cháu, lo rửa mặt mũi cho mát rồi ăn trưa. Này cũng có mấy người bạn của 2 bác trên Hà Nội về đó." Vừa lúc đó thì từ bên trong có tiếng bắt đũa khuồn lách cách và tiếng người ý ới gọi:
Bà Lan mỉm cười nhìn Hào một lần nữa, rồi lại đưa mắt nhìn hết lượt đám bạn của con gái, ra dấu mời rồi hối hả quay trở vào trong. Tại khoảng sân rộng rãi trước cửa ngôi biệt thự hai tầng dát vàng sang trọng, đã đầu lố nhố mấy chiếc xe hơi sang trọng. Kế bên tay phải là một căn nhà sàn nhỏ bằng gỗ, bên dưới sáng mặt trời màu gỗ vàng vàng lấp lánh. Nhìn như đó là quầy ba của gia đình thì phải. Lúc này bên quầy rượu ở gầm sàn đã có mấy người đàn ông phương phi đang ngồi trước ly rượu của mình, bàn tán sôi nổi tình hình chiến sự ở Trung Đông. Theo thói quen, Mai chạy đến rồi vào một người đang ngồi bên quầy mà nũng nịu. Bố, sao bố lại uống rượu giờ này? Bác sĩ nói là bệnh của bố phải hạn chế tối đa đồ uống có cồn cơ mà. Bố có uống nhiều đâu. Ông Ngọc mỉm cười dịu dàng xoa đầu của con. Này à, có các bác đến chơi, bố cũng chỉ uống một ly cho các bác vui thôi mà. Sao bây giờ con mới về tới, các bạn đâu cả? Lúc này Hào và đám bạn mới lố nhố kéo vào. Ông Ngọc mỉm cười nhìn khắp một lượt cả bọn, rồi lại nhìn vợ chồng Hồng rồi dịu dàng. Hôm qua tụi con mới làm đám cưới có phải không? Bác và ba gái cũng tính đến để chúc mừng hai đứa. Thế nhưng mà có cái công việc đột xuất. Hôm nay ba gái con làm một bữa tiệc nhỏ, là mừng tân gia vừa lần để chúc mừng hạnh phúc cho hai đứa. Thôi thì đường đi xa chắc là mệt lắm, để trên phòng cất đồ rửa mặt đi, xuống ăn trưa là vừa. Bác để cả mấy phòng trên tầng cho mấy đứa tụi con. Ngày mai chủ nhật đêm nay chúng ta sẽ tổ chức tiệc ngoài trời ở đây nhé. Dạ cảm ơn bác Ngọc, chứ con xin đi trước. Cả bọn hồ hởi reo mừng rồi đồng loạt quay trở lại xe, xách ba lô lên vai để cửa tiến vào trong biệt thự. Đây là một ngôi biệt thự khá rộng, có lẽ phải đến hơn 1.000 mét vuông. Phía cửa ra vào khá rộng được dát vàng, trên đỉnh còn treo lủng lẳng một chiếc gương bát quái. Sau khi bước vào, cả bọn bắt gặp một phòng khách rộng lớn với bộ sofa kem mềm mại. Kế bên là tử rượu và rất nhiều loại rượu quý lâu năm đựng trưng bày ở bên trong. Chiếc tivi khổng lồ phục vụ cho nhu cầu ăn ngủ bóng đá của gia chủ. Kế tiếp là hai phòng ngủ nhỏ, một cái phòng ăn bên tay phải của cầu thang hình xoắn ốc dẫn lên trên tầng. Cả ngôi nhà toát lên hơi thở của kim tiền. Cả bọn chật chật lưỡi thắn phòng rồi nối gót nhau theo nhau lên trên tầng 2. Mai đi trước dẫn đường, cô tiến đến dãy phòng phía tây có tầm nhìn mở rộng ra con sông Tô đang lồng lộng gió dưới kia, rồi mỉm cười nói. Phía này có tất cả 3 phòng ngủ chính. Ta ngủ ở phòng đầu tiên, phòng kế tiếp cho vợ chồng Thúy và phòng thứ 3 cho anh Hào. Sau đó đến phòng thờ của gia đình, còn một phòng rộng rãi nhất có tầm nhìn đẹp nhất, view được cả sông Tô và ngọn đồi gần nhà. Vợ chồng anh Minh và con Hồng mới cưới, hẳn là cần không gian riêng, nên em đặt cách cho vợ chồng anh chị căn phòng đó. Đêm nay cứ tận hưởng cảnh giới thần tiên ở trong biệt vườn này nhé. Nhận chìa khóa trên tay của bạn, Hồng kẽ bĩu môi nguyết dài một cái, rồi ngúng ngoại đi trước để cho mình kệ nệ kéo theo 2 chiếc vali và một chiếc túi du lịch nặng nề trên vai theo sau. Chà chìa khóa vào trong ổ, Hồng lâng lâng vui sướng, đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa phòng. Bỗng từ bên trong bốc ra một mùi âm phong lạnh giá, khiến cho cô giật mình lùi lại mấy bước, đưa tay lên che miệng đánh điện hắt hơi 3 cái. Thế vậy thì Minh giật mình, vội vàng đặt hành lý xuống sàn đưa tay đỡ vợ. Nhìn khuôn mặt trắng bệch tái dại của cô mà lo lắng hỏi. Sao vậy em yêu? Em không được khỏe trong người có phải không? Có sốt hay không? Mà không có sốt, em có thấy trong người khó chịu ở đâu không? Em không có sao cả. Hồng lúc nãy đưa tay lên bịt miệng ho lên mấy cái rồi nhẹ giọng đẩy tay của chồng ra. Em không có ốm đâu, chồng đừng có lo. Đây chỉ mới là lúc mở cửa bị trận gió lạnh phả vào người nên em có chút choáng váng mà thôi. Lạ thật đấy. Căn phòng đóng kín cửa thì gió lạnh ở đâu mà tạt vào? Hay là em bị gió lạnh từ cái cuối dãy hành lang hắt vào? Em có nhầm lẫn gì không? Cho là chồng nó có lý, Hồng không nói lại tiếp tục đẩy cửa tiến về phòng. Đây là một căn phòng cực rộng với 2 cửa sổ sát lớn đón ánh sáng từ bên ngoài vào, nên luôn luôn thoáng đãng. Một cửa sổ hướng tây bắc có thể ngắm con sông Tô uốn lượn ngay dưới chân khu biệt thự. Xa hơn nữa là con sông Cả, lúc nào cũng cuồn cuộn sóng tung bọt đổ ngầu. Cửa sổ hướng nam thì nhìn ra dãy đồi thoai thoải,
mắt rưỡi cách đó không xa. Trong lúc Hồng mải mê ngắm đàn chim nhỏ đang trèo liệng trên ngọn đồi gần nhà, mình đã xếp đồ vào trong tủ rồi quay sang mỉm cười nói với vợ. Sáng nay vội quá anh không có kịp tắm, bây giờ khó chịu quá. Em nằm nghỉ một lát nhé, để anh tắm rồi vợ chồng mình xuống ăn trưa với mọi người. Anh đi tắm đi, ở bẩn quá vậy. Sao bảo lúc ngồi cạnh anh trên xe em cứ thấy có mùi mùi gì đó không ổn. Em dám chê chồng của em bẩn hả? Đã vậy anh ướp cho em bẩn chung luôn nè. Vừa nói Minh vừa nhào đến để nghiến vợ lên chiếc giường lớn sang trọng bọc màu hồng phấn mà ngấu nghiến cắn môi cô. Mà đến khi Hồng oai oái xin tha, anh mới mỉm cười đứng dậy hiên ngang tiến vào nhà tắm. Cả lại một mình Hồng lật mình trở dậy. Cô tiến tới chiếc tủ đứng toan lấy ra một bộ váy lụa mềm mặc cho thoải mái. Mày suy nghĩ xem nên mặc bộ đồ nào thì bất ngờ một cơn ớn lạnh tay tê chuyển đến từ bàn tay phải đang đặt nơi gờ tủ, khiến cho cô giật mình nhìn lại rồi bỗng thét lên một tiếng kinh hoàng. Đang đắm mình trong làn nước ấm áp tỏa ra từ vòi hoa sen, mình bỗng giật mình khi nghe tiếng vợ hét lên đầy kinh hoàng. Không cả kịp lau tóc cho khô, anh cứ như vậy trần như nhộng lao ra ngoài. Thiên Hồng đang đứng như một pho tượng bên cạnh tủ quần áo, một tay còn để trên gờ tủ, hai mắt nhắm nghiền mà la lên hoảng sợ. Thở dài, anh bước tới vỗ nhẹ lên vai của vợ mà lo lắng hỏi: sao vậy? Có chuyện gì mà em la to vậy? Người ngoài không biết lại tưởng anh định cắt cổ em đấy. Anh Minh ơi, cứu em với. Nghe tiếng chồng, Hồng mở to đôi mắt đã long lanh để lệ và sợ hãi nhìn. Bàn tay vẫn thủy chung đặt lên gờ tủ không rời. Chồng ơi, cứu em, có con ma nó nắm lấy tay của em, nó còn bảo em sẽ bị nó bắt đi. Cái gì, ma hả? Đến lúc này Minh không nhìn được nữa mà phá lên cười. Cậu vợ bé nhỏ của tôi, thế kể 21 rồi mà còn tin vào mấy cái trò mê tín dị đoan đó hả? Thế đâu, con ma nó hù vợ yêu của anh đâu rồi? Lôi nó ra đây cho anh đánh làm mồi nhậu cho mọi người đi nào. Anh ơi, nó còn đang nắm chặt tay của em đây này. Thế nhưng mà đột nhiên Hồng thấy cơ thể của mình nhẹ bẫng. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng đã hoàn toàn biến mất. Thậm chí bàn tay trắng bệnh bệch lạnh lẽo mới nắm chặt lấy tay của cô cũng đã vô tung vô ảnh. Nhìn khuôn mặt tươi cười ấm áp của chồng, Hồng bỗng thấy toàn thân mình được thả lỏng. Mấy này căng thẳng đo đám cưới rồi làm cho xong bàn thảo để bàn giao công việc nên cô mệt mỏi quá sinh ảo giác chăng. Chứ thế kỷ 21 rồi, làm gì có ma. Hơn nữa bố cũng đã nói, bây giờ nhiều người như vậy, nơi đô thị hóa hết rồi, làm gì có chỗ cho ma quỷ. Như vậy cô khẽ mỉm cười vuốt nhẹ tay của chồng rồi trấn an. Em biết rồi, có lẽ do em căng thẳng quá mệt mỏi sinh ảo giác. Anh tắm xong chưa? Em rửa mặt thay đồ rồi mình xuống kẻo mọi người đợi. Chờ Minh vào lệnh nhà tắm thì Hồng cũng mở cửa tủ lôi ra một bộ váy lụa hai dây màu mỡ gà mềm mại. Chờ cho cả ngày vợ chồng thay đồ xong thì từ bên ngoài hành lang đã vang lên tiếng cười đùa, tiếng đập cửa rầm rầm. Tân nương, tân lang ơi, đã đồng phòng hoa chúc xong chưa? Chúng nô tỳ đến hầu hạ cơm nước đây này. Từng chàng cười giòn giã vang lên. Hồng xấu hổ đỏ bừng mặt nhìn chồng rồi tiến tới mở tung cánh cửa. Mình cũng vội vã tóm lấy chiếc áo gió mỏng tiến ra ngoài choàng lên vai của vợ, rồi cả bọn cười nói hớn hở đi xuống lầu. Lúc này mọi người đã tập trung hết lại bàn ăn tại sảnh lớn. Thế cả bọn ngồi xuống cầu thang, ông Ngọc hồ hởi nói vọng ra: xuống giường Hà Mai, con mời các bạn vào bàn ăn đi thôi, chị bố và mọi người đã đói sắp là không chịu nổi nữa rồi. Giờ có cả con hổ ở đây, bố đoán chừng là mọi người cũng sơi tái nó đấy chứ, phải không mấy ông bạn? Nghe tiếng cười vui vẻ trong căn phòng ăn khiến tâm trạng lo âu nặng nề của Hồng nhẹ đi nhiều. Cả bọn ngồi vào bàn ăn thì có một bà trung tuổi tiến đến đặt trước mặt của họ mấy cái đĩa sành và hai chiếc ly, một ly đựng rượu vang và một ly nước lọc. Ông Ngọc đứng dậy cầm đi vang đỏ giơ lên cao hào hứng rồi nói: tất cả mọi người ở đây đều đã tên học nên không có lạ gì, các bữa tiệc mang phong cách phương Tây hiện đại. Vì thế hôm nay vợ chồng tôi tổ chức bữa tiệc nhỏ này, một phần là mừng tân gia ngôi biệt thự vùng quê, hai là chúc mừng hạnh phúc cho đôi chim cu này. Hai bác và mọi người ở đây thành tâm chúc vợ chồng con tân hôn hạnh phúc, sớm sinh quý tử nhé.
Nào mời mọi người nâng ly. Bữa tiệc tần gia kết thúc cũng đang hơn 4 giờ chiều. Thời tiết cuối xuân vẫn còn khá lạnh lẽo, cho nên lúc này giáng chiều đang ngả về tây. Mặc cho mấy người đàn ông súng lại đánh bài uống cà phê tại quầy bar, bà Lan dắt mấy bà bạn vào trong phòng ngủ lớn của cả hai vợ chồng ở tầng trệt để đàm đạo. Chỉ còn mấy chị em Mai mỉm cười bí ẩn rồi nói: Này các cậu ơi, mà kể cho mấy lão ấy ở đây tiếp chuyện các vị phụ huynh đi. Chị em ta đi câu cá, khi nào nóng thì xuống hồ bơi quậy nước. Giờ không có ai phản đối, Mai chạy vào trong khu nhà kho kế bên quầy bar, lôi ra một nắm dây câu và mấy cái phao cùng đắm mồi câu mà bố cô mới chuẩn bị hồi chiều. Sự hào hứng dắt cả mấy người bạn ra khu hồ nước ở phía bắc căn biệt thự để câu. Tuy nhiên khi cả bọn đi ngang qua một ngôi nhà nhỏ lụp sụp nằm tận cuối khu vườn trái cây tùm, thì bất ngờ cánh cửa căn nhà đang đóng im đềm bỗng được bật mở. Một người đàn bà cao lớn bó mình trong bộ áo bà ba xanh nhạt, đầu cúi thấp từ bên trong bước ra. Bà ta dường đôi mắt mệt mỏi vằn vện tia máu nhìn cả bọn, rồi dừng lại nhấn nhá trên mặt của Mai mấy giây, rồi thở dài cất giọng âm u: Tiểu thư, sao cô lại về đây? Đáng ra cô không nên về lại chốn này, cả không nên đi câu ở cái hồ đó. Bà là ai vậy? Sao lại gọi con là tiểu thư? Mà tại sao con lại không được câu ở hồ? Giọng của người đàn bà xa lạ vẫn đều đều vang lên: Tiểu thư, cái hồ đó nguy hiểm, tiểu thư không được phép đến đó câu đâu. Ngay khi người đàn bà lạ mặt nọ toan đưa đôi bàn tay gầy gò khẳng khiu tóm lấy gấu váy của Mai, thì từ xa trong tinh không bỗng xuất hiện một tiếng kèn suna. Tiếng kèn như là khi bổng khi trầm, nhưng vô cùng thê lương. Người nọ nghe tiếng kèn thì bỗng giật mình buông tay khỏi vạt váy của Mai, rồi đưa đôi mắt buồn bã nhìn cô thở dài không nói. Bây giờ cả bọn dường như không chú ý đến người đàn bà lạ mặt nọ, mà chỉ nghiêng tai nghe ngóng một hồi rồi nhìn nhau khó hiểu. Lạ thật đấy, tiếng kèn đó từ đâu vọng lại vậy Mai? Mày có biết tiếng kèn này là gì không? Ta cũng không rõ là nó đến từ đâu, nghe có vẻ như ngay trong khu biệt viện nhà tao, nhưng lại như thể nó từ rất xa vọng lại. Đã hơn 20 cái nồi bánh chưng, đây cũng là lần đầu tiên tao nghe tiếng kèn lạ lùng đấy. Có lẽ đó là loại kèn đặc trưng của địa phương chăng? Bà ban nãy bà cụ níu kéo nói gì với mày vậy? Bà ta là người làm ở biệt thự nhà mày sao? Đâu có đâu, ở đây nhà tao chỉ có thuê hai người làm thường xuyên dọn dẹp biệt viện. Họ còn khá trẻ và hai chú tầm ngoài 50 để làm bảo vệ canh đêm, chứ có thuê bà cụ lớn tuổi vậy đâu. Mà bà ấy nói cái gì liên quan đến hồ nước nhỉ? Mai đưa tay lên gãi đầu một hồi rồi bất lực thở dài. Ta chỉ nhớ bà ấy nói gì đến hồ nước mà không có nhớ gì cả. Thế được rồi, Hồng lúc này tiến lên xua tay rồi nói: Có lẽ cũng không có gì quan trọng đâu, tụi mày lẹ lên còn câu, chỉ chút nữa muộn lắm. Chẳng mấy là tối còn việc ăn tối cắm trại bên hồ bơi nữa chứ. Tụi mày tính ở đây làm nhà hiền chết mà đón mệnh mãi sao hả? Cả bọn cười phát lên rồi vui vẻ dắt nhau đi về hướng hồ câu cá khá lớn đã bên cạnh vườn trái cây, mà không hề biết được rằng đằng sau có một đôi mắt buồn bã vẫn dõi theo từng tiếng thở dài ai oán lẫn tiếng gió xào xạc trên những ngọn cây trái đang đâm chồi nảy lộc. Hồ câu cá có diện tích khá lớn, có lẽ phải đến hơn 2 mẫu, nằm thoai thoải về hướng bắc của khu đất bên cạnh một khu vườn hoa đừng chăm chút khá kỹ lưỡng, với những luống hoa hồng mẫu đơn và thực dược đủ màu sắc vô cùng bắt mắt. Kế bên chính là khu vườn trái cây rộng lớn đang đến kỳ thay lá. Chọn một vị trí khá đẹp, ngay dưới một gốc cây hòe già rủ bóng xuống hồ, Mai bắt đầu chưa cần cho đám bạn, rồi lôi ra một chiếc hộp sắt tây khá lớn để làm mồi câu. Tầm 20 phút sau, cô ném mạnh một nắm tính thơm nức xuống hồ, rồi cả bọn bắt đầu mắc những viên mồi vào cần và thả xuống nước. Mặc dù trên mặt hồ tăm tăm cá rất nhiều, thậm chí ở mấy góc kế bên cá nhảy loạn lên đớp mồi, nhưng tại góc các cô thả cần thì không hề có lấy một con cá nhỏ đến cắn câu. Buồn chán, cả bọn súng lại buôn chuyện, mà tiến tới sờ nhẹ lên cái eo thon thả và cái bụng phẳng lì không chút mỡ thừa của Hồng mà mỉm cười. Trong ba tiểu thư 12D4 Việt Đức ngày đó, chỉ có mày là nhanh nhảu đeo gông vào cổ sớm nhất,
Nhất định tao và con Thúy sẽ là mẹ đỡ đầu cho đứa bé. Mày dự định sinh con trai hay con gái đầu lòng vậy cưng? Tao cũng không biết. Có lẽ là con gái, vì cả tao và anh Minh đều thích công chúa đầu lòng. Gia đình của anh ấy neo người, chỉ có một mình anh ấy mà thôi. Họ hàng cũng không có mấy người, cho đến bố mẹ anh ấy mong chúng tao sẽ sinh thật nhiều con cho vui cửa vui nhà. Thế là mày muốn biến thành một con heo lái hả? Cái con quỷ này chứ, mày nói linh tinh là giỏi thôi. Hồng giả bồ cơ mặt gắt lên rồi vươn tay đứng dậy. Còn mày với Thúy thì sao? Tao thấy anh Tùng Vinh Hào cũng toàn là hot boy xứng đáng với hai tụi mày đó. Anh Tùng vốn là một hot boy nổi tiếng của lớp 12D7 Việt Đức, trên tụi mình một khóa, ai cũng biết. Nhưng còn anh Hào thì thế nào? Mày có thể bí mật cho tụi tao biết không Mai? Thúy mỉm cười đưa bàn tay mảnh mai vuốt mái tóc ngắn lẹ ào thời thượng vàng nhàn sang một bên rồi hồ hởi nói: đúng vậy đấy, ta cũng tò mò muốn chết đây mà chưa có thời gian hỏi mày. Ta nghe giọng anh ấy hình như có chút lai tạp chứ không hẳn là giọng Hà Nội. À, có gì đâu. Mai khẽ mỉm cười đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc lăng loạt xòa trên vầng trán cao. Ta gặp anh ấy cách đây hơn một năm tại Viên. Lần đó lớp tụi tao tổ chức đi Ý dã ngoại vào cuối tuần. Tới thứ bảy cả bọn vùi đầu vào quán bar với ly rượu mạnh và những vũ công nóng bỏng đến từ Brazil. Ta có chút đau đầu vì rượu cho nên mới bỏ ra ngoài đi dạo lên cây cầu Rialto. Điều bất ngờ là lúc đấy anh ấy cũng đang lững thững dạo chơi ở đó, cho nên tiến lại bắt chuyện. Sau câu chào hỏi ban đầu thì mới biết cả hai là người Việt. Có điều gia đình anh ấy đã chuyển sang Anh định cư từ khi anh ấy mới chưa đầy 5 tuổi. Hiện anh ấy đã 29, đang giúp bố mẹ điều hành một công ty chuyên cung ứng nội thất cao cấp khắp toàn cầu. Có lẽ vì anh thường xuyên phải về chi nhánh ở Sài Gòn công tác nên giọng có chút lai. 29 tuổi thì bằng tuổi anh Minh chồng tao đó, hơn tuổi mình 4 tuổi, có nhà châm anh thế Việt đó. Thế mày tính bao giờ đeo gông cho anh ấy? Ta chưa biết được, cái này còn tùy số phận, hiện tại đã yêu đã, rồi tới đâu thì hay tới đó. Còn Thúy à, mày và anh Tùng tính khi nào về chung một tổ? Tao thì vẫn muốn yêu đương thêm một thời gian, tụi mình dù sao cũng 25 tuổi vội gì chứ. Nhưng mà bố mẹ tao với bố mẹ anh Tùng chơi thân với nhau từ bé, họ cứ dục dã mãi nên có lẽ cũng sớm thôi. Chứ anh Tùng học hết văn bằng 2 cuối năm nay, có lẽ qua năm tụi tao cũng... Đang nói đến đây thì bất ngờ có tiếng động, rồi tiếng ai đó bị bịt miệng gọi Thúy ở cuối con đường nhỏ dẫn sâu vào khu mảnh vườn nhãn xanh tốt. Thế vậy Mai và Hồng đồng loạt cười lớn, vô mạnh lên vai của bạn mà trêu: sao vậy? Mới xa nhau chưa để có 3 tiếng đã nhớ nhau đến vậy đó hả? Kìa đi ra đi, kẻo anh ấy lại mòn mỏi đợi, không có chịu nổi, tụi ta lại không chịu trách nhiệm đâu. Thế mỉm cười gượng gạo không đáp, khuôn mặt thoáng chốc đỏ lên như quả cà chua chín. Để đầu mắt dữ tợn liếc nhìn hai bạn rồi nhanh chóng đứng dậy, tiến về con đường mòn nhỏ giữa vườn cây trái xum xuê. Chạy cho bóng của Thúy xa dần khuất sau những vườn nhãn, Mai và Hồng trở lại với những chiếc cần câu vẫn còn nằm buồn bã dưới gốc ngoài nhà. Đang buồn chán toàn thu cần trở về, hai mắt của Mai bỗng sáng rực lên khi thấy cái phao trắng khét chào đào rồi chúi mạnh xuống nước, mừng rỡ cô la lớn: Hồng ơi, cần câu của tao có cá cắn rồi đây này. Không đợi cho Hồng trả lời, Mai phóng vọt tới chiếc cần câu đang lay động rồi ra sức quật. Thế nhưng mà không hiểu con cá to cỡ nào mà cô cố gắng đến mấy cũng không thể giật được cần lên. Nhìn chiếc cần câu vẫn còn liên tục chúi xuống khi mà bên dưới mặt nước đang quấy đập liên hồi, hệt như có một chú cá rất to đang vùng vẫy khiến cho Mai vô cùng sửng sốt. Đang mắm chặt môi căng người giật cần câu thì cô thấy bất ngờ. Dưới dòng nước đục ngầu kia lờ mờ xuất hiện một khuôn mặt trừng phình trắng như đổ vôi. Với ngũ quan đã bị cá diện hết, chỉ còn lại những cái hố đen ngòm tối tăm, hệt như những hố sâu của địa ngục. Riêng hai hốc mắt của nó lại sáng bừng lên hai ngọn lửa đỏ tươi. Bắt gặp ánh mắt kinh hoàng của Mai chiếu tới, khuôn mặt ma quái nọ từ từ giãn ra. Và từ cái hố sâu vốn dĩ là miệng của nó vén lên một nụ cười vô cùng tà mị: các chị chờ em mãi, cứ cùng em cũng xuất hiện. Xuống đây, xuống đây với các chị cho vui Mai ơi. Kèm theo từng chàng cười ma mị là liên tiếp những khuôn mặt ma trắng bệnh bệnh từ từ hiện ra, trôi nổi trong làn nước hồ đã dần chuyển sang một màu đỏ thẫm.
Những đôi mắt đỏ mọng của chúng đồng loạt nhấp nháy rồi chiếu thẳng về phía Mai. Cô há hốc mồm, toàn thân tê dại, muốn há to mồm kêu cứu thế nhưng mà không thể thốt lên dù chỉ là một lời. Cứ như vậy thân thể cô gái nọ dần dần cứng lại rồi không tự chủ được. Cô giơ tay lên cao ngang ngực hệt như là mấy con cương thi trong phim tàu, rồi tiến dần đến mép nước. Bây giờ sau khi trả lời tin nhắn của chồng, Hồng khẽ mỉm cười tắt điện thoại, rồi lại nhìn thì bỗng nhiên tá hỏa khi thấy Mai. Hai mắt trợn to như muốn lồi ra khỏi chồng. Tề Dư Cao bước từng bước tiến đến mép nước. Hoảng sợ cô buông rơi điện thoại trên tay mà trở nên đầy kinh hoàng. Trời đất ơi Mai ơi, mày bị làm sao thế này, dừng lại đi. Tiến thêm một bước nữa là ngã xuống hồ đó. Có nghe ta nói không? Dừng lại đi Mai. Thế nhưng Mai lúc này đã không còn nghe thấy bất cứ một âm thanh nào nữa. Trong đầu của cô có tiếng nước xèo xèo và tiếng ai đó đang rủ rỉ bên tai. Xuống đây với các chị, vui lắm Mai ơi. Các chị đã đợi em lâu lắm rồi, đến đây nào. Tiếng nước chảy, tiếng người reo hò quanh quẩn bên tai, cộng với tiếng đàn ông giận dữ hét lên bên tai. Đời cha ăn mặn, đời còn khát nước, chúng mày sẽ phải trả giá thôi, tất cả chúng mày. Hồng hoảng hốt lao tới túm lấy bạn mà hét lên là cả giọng. Tuy nhiên vẫn như cũ, Mai nhắm nghiền hai mắt đều đều rồi tiến tới. Bằng mấy bước chân nữa cả cô đã tiến áp sát lại mép ao rồi bước thẳng xuống. Kéo theo Hồng cùng dinh nhanh xuống nước. Bên dưới cái hồ từ từ nổi lên một thác nước trắng xóa. Thế nhưng ngày khi bàn tay đen đúa từ thác nước vươn tới gần hai cô gái thì bất ngờ từ hướng con đường ngược lại vang lên dồn dập từng tiếng bước chân và tiếng gào thét. Mai ơi! Hồng ơi! Giờ đất ơi các con! Sao đang yên đang lành lại ngã xuống hồ câu thế này hả chơi? Cả hai cô gái chỉ có mình Hồng đã biết bơi. Khi rơi xuống nước cô cảm nhận được rõ nước trong hồ bỗng nhiên hạ xuống dường như lạnh dưới không độ vậy, khiến toàn thân của cô gần như tê dại. Cô cố gắng gồng mình cho cơ thể ấm hơn một chút. Cô vươn tay tóm lấy Mai bên cạnh rồi cố gắng đạp nước ngoi lên. Thế nhưng bất ngờ một bàn tay, không, có rất nhiều bàn tay lạnh tóm lấy chân của cô mà lôi mạnh xuống. Sau khi uống hai ngụm nước lạnh buốt, Hồng thấy toàn thân của mình đông cứng lại. Cô há to mồm ngáp ngáp mấy cái rồi trợn to mắt từ từ chìm vào trong hôn mê. Trong giấc mơ cô lại thấy mình bước thấp bước cao trên chính con đường ấy. Con đường dài đầy sỏi và đá cuội nằm buồn bã giữa hai dãy mồ đá hoa cương lạnh lẽo. Trên những tán lá tùm của mấy cây hòe già, từng đôi mắt đỏ mọng khát máu vẫn thủy chung dán trên người của cô một tấc không rời. Bước chân nặng nề một lần nữa đưa Hồng đến trước ngôi nhà đó. Ngôi nhà nhỏ đổ nát siêu vẹo nằm ngay sát bờ sông Tô đang cuộn mình tung bọt trắng xóa. Lần này cánh cửa khẽ hé mở ra, Hồng có thể nhẹ nhàng lướt người vào bên trong. Cô mơ hồ đưa mắt nhìn khắp một lượt căn phòng, áng chừng chỉ tầm hơn 10 mét vuông, vô cùng tối tăm, lại thoang thoảng mùi sắc thối. Bất ngờ đôi mắt của cô bị thu hút vào một vật sáng lấp lánh nơi cuối căn phòng. Cứ như vậy cô tiến lại gần rồi vươn tay. Thì ra đó là một viên ngọc khá lớn. Dưới ánh sáng nhợt nhạt của vầng trăng hạ tuần, viên đá quý càng lấp lánh hơn. Ngay khi bàn tay của cô sắp sửa chạm tới, bất ngờ một tia lôi điện từ trên tinh không phóng thẳng tới, để cô văng ra xa, đập mạnh đầu lên bức tường đối diện. Cô va khá mạnh khiến cho Hồng đau đớn tỉnh dậy. Lúc này cô mới phát hiện ra mình đang nằm ở trên giường. Trên tay vẫn còn cầm ống truyền dịch và chung quanh căn phòng chỉ còn một màu trắng toát. Nghe tiếng của Hồng cửa mình cánh cửa phòng bên ngoài bỗng nhiên bật mở, rồi mình lao vào như một cơn lốc. Anh hốt hoảng tới gần quỳ xuống bên cạnh giường, tới đôi tay run rẩy nắm lấy bàn tay trắng bệch dường như không còn sức sống của cô mà nghẹn ngào nói: Trời ơi vợ yêu, may mà em đã tỉnh lại. Em có biết anh sợ hãi thế nào không? Nếu em có bệnh hệ gì anh biết sống làm sao đây? Hồng cố gắng rút tay ra khỏi tay của chồng, nhưng vì cô quá yếu ớt, hơn nữa mình nắm chặt quá nên cô khẽ thở dài một hơi. Anh buông em ra nào, em bị ngã xuống hồ chút nước lạnh ngất đi, có chút xíu thôi mà, có sao đâu mà anh phải lo. Rồi con Mai nó sao rồi anh? Em nói cái gì vậy? Em đã hôn mê hai ngày hai đêm rồi đấy. Anh gần như phát điên vì lo lắng đây này. Bố mẹ đã đến đây túc trực với anh suốt cả mấy ngày, mới về nhà thay đồ.
May mà bác sĩ Trung nói là cơ địa của em quá suy nhược nên cần chút thời gian để tỉnh lại. Nếu không anh thực sự cũng không biết phải làm sao. Ngay lúc cả hai được cứu sinh hồn lên thì đã hôn mê rồi, cho nên bác Ngọc đã cho chuyển ngay vào bệnh viện lớn ở Hà Nội. Mai đã tỉnh lại từ hôm qua. Mà có chuyện gì? Anh nhớ là em bơi rất giỏi cơ mà, sao lại để mình đuối nước như thế? Em cũng không biết, chỉ nhớ lúc đó em đã cố gắng kéo Mai lại rồi cũng bị rơi xuống. Sau đó dường như có rất nhiều những bàn tay lạnh giá từ dưới sông vươn lên tóm lấy chân của em mà lôi xuống. Nghe vợ nói, Minh đang lo lắng bỗng nhiên phì cười. Em lại cho rằng có ma ở dưới đó kéo chân em và Mai về không? Chỉ là hai đứa đang mệt lại gặp nước lạnh, có lẽ bị chuột rút cho nên vậy thôi. Thế anh giải thích thế nào về chuyện cái Mai nó cứ nhắm nghiền mắt rồi nó lao xuống hồ? Anh không rõ, tâm lại anh vẫn nghĩ là do bọn em mệt quá nên sinh ảo giác. Em có đói không? Anh mua chút gì cho em ăn nhé. Thế chồng cười nhào cố ý chê mình trẻ con. Hồng cong môi không thèm trả lời mà quay mặt đi vào bên trong. Mình giờ khóc giờ cười toan đưa tay ôm vợ vào trong lòng. Thì vừa lúc đó cánh cửa phòng bệnh bật mở. Mai và Thúy cũng ùa vào, theo sau là Hào và Tùng. Thế Hồng đã tỉnh lại, hai cô gái nhào đến ôm bạn. Hồng ơi, cuối cùng thì mày cũng tỉnh, chúng ta lo quá. Công việc tao mà mày bị tai nạn trong tuần trăng mật thế này, nếu mày có bệnh hệ gì tao dằn vặt suốt đời mất thôi. Phủi vui cái mồm của mày, cái mồm ăn mắm ăn muối chỉ nói linh tinh, sao lúc đó mày lại như bị thôi miên vậy? Tao thực sự là chẳng nhớ chuyện gì cả, chỉ biết lúc đó như là mê man. Đến lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh, sau nghe mẹ tao kể tao mới biết chuyện gì xảy ra. Tao thấy lạ đó tụi mày ạ. Thế đưa đôi tay mảnh mai lên gãi đầu rồi lẩm bẩm nói. Lúc đó chị em ta đang buôn chuyện thì tao nghe thấy anh Tùng ngoắc từ trong vườn trái cây, cho là anh có chuyện gì cần kíp cho nên mới đứng dậy chạy ra. Nhưng mà tao đi vào vườn lại thì anh ấy đang đứng dậy đi tiếp phía trước. Mặc dù tao gọi anh ấy vẫn không hề quay lại trả lời, dù chỉ là một câu. Cứ như vậy tao đi theo anh ấy khắp vòng cả vườn trái cây rộng lớn mà không thể nào bắt kịp. Mãi cho đến khi mà nghe thấy tiếng kêu gào của dì Lan nơi hồ nước mới giật mình quay lại. Nhưng mà đến nơi khi mà quay lại, bóng dáng của anh Tùng đã hoàn toàn biến mất. Nên mới quay lại hồ nước thì anh Tùng đã ở đó từ bao giờ rồi. Mà có điều này lạ lắm. Ta có hỏi thì anh ấy bảo là chưa hề ra khỏi quầy ba, cũng không hề đến để tìm tao. Đúng đó mấy đứa. Tùng lúc này mới gáy cầm ho nhẹ lên tiếng. Cả buổi chiều anh và anh Minh Vinh Hào đều ở quầy ba hầu chuyện bác Ngọc và mấy bác nữa. Đâu có dứt ra mà đi tìm bọn em đâu. Mà đến nhá nhem tối không thấy đứa nào về, Sĩ Lan mới lo lắng sai người đi tìm đó. Ngày đến đây cả bọn yên lặng không trả lời, dường như mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình. Đúng lúc đó ông bà Lan Ngọc đã đẩy cửa bước vào trong cùng với bác sĩ Trung. Sau khi xem xét một hồi, bác sĩ nói cơ thể của Hồng đã phục hồi tương đối tốt sau mấy ngày hôn mê, nếu gia đình muốn có thể xuất viện về nhà. Vì thế mấy cô gái liền đứng Hồng dậy, trong khi mình theo cụ y tá ra ngoài quầy làm thủ tục xuất viện. Sau cơn mưa thì trời lại sáng, cả bọn quyết định đặt một bàn tiệc tại nhà riêng của vợ chồng Minh Hồng để tẩy trần. Sau khi uống hết chai XO, cả bọn hầu như say ngất ngường. Vì vậy Minh đề nghị cả bọn ngủ tại nhà anh đêm nay, rồi sáng hôm sau về sớm đi làm cho an toàn. Dù sao ngôi nhà nhỏ bố mẹ mua cho anh cũng khá lớn, với 4 phòng ngủ nên là thừa phòng cho khách. Chờ cho cả bọn về phòng hết, mình đưa vợ trở lại phòng ngủ chính của hai vợ chồng trên gác. Sau khi chờ Hồng tắm xong, mình chủ đáo với lấy máy sấy, sấy khô tóc cho vợ đoạn dịu dàng nói. Anh không phải là không tin em, chỉ là chuyện cũng đã xảy ra rồi, em đừng có suy nghĩ. Từ hôm nay á, anh đi đâu em phải theo đó, không cho phép em cách xa anh nửa bước đó. Công việc của em là bên ngân hàng, anh sẽ nhắn tin cho anh Long xin phép cho em nghỉ dài hạn. Có thể sau này nếu em ổn hơn sẽ đi làm tiếp, không thì nghỉ luôn cũng được. Nhưng mà em đang đi làm ở đó rất vui, nếu không thì em biết phải làm sao đây. Anh không thể cấm đoán em được đâu. Coi kìa, anh có cấm đoán em đâu, chỉ là anh lo cho sức khỏe của em thôi mà, cho nên tạm thời muốn em nghỉ thêm một thời gian. Nếu em khỏe lại thì có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn, chỉ cần vợ anh vui thì sao anh cũng chiều cả mà. Hồng khép mỉm cười nép vào ngực của Minh như là một con chim non nép vào cánh của mẹ. Anh dịu dàng ôm cô vào trong lòng, khẽ vuốt nhẹ tóc cho vợ. Có lẽ vì căng thẳng lại mệt mỏi, cho nên chỉ sau một lúc
Bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy góc áo của anh từ từ thả lỏng, rồi tiếng thở đều đều vang lên. Miệng một nụ cười nhẹ cưng chiều, mình khẽ hôn nhẹ lên vắn cổ vợ, rồi đặt cô nằm xuống giường phủ chân lên ngực của cô, rồi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân một lần nữa trước khi trở lại nằm bên cạnh vợ. Ngoài kia phố xá sơ bộ hỗn loạn bao nhiêu, trong căn phòng này lại yên tĩnh bấy nhiêu. Thoảng trong không gian im lặng chỉ có tiếng thở đều đều của Hồng hòa lẫn với tiếng tích tắc của cây kim đồng hồ đang gõ nhẹ nơi phòng khách cá nhân nhỏ của vợ chồng anh. Anh liếc nhìn khuôn mặt trái xoan hồng mịn của vợ đang ngủ say, anh đột nhiên thấy trái tim của mình nhói lên một cái, giống như là có ai đó hung hăng cầm một vật sắc nhọn đâm vào tim của anh vậy. Tận mắt chứng kiến cơ thể nõn nà của vợ chìm dần xuống làn nước lạnh, rồi khuôn mặt cô tái nhợt không huyết sắc mấy ngày nay. Trái tim của anh như bị rơi xuống vực sâu không đáy vậy. Cầu mong sao tổ tiên phù hộ cho cô ấy. Chắp tay lẩm bẩm cầu nguyện một hồi, anh cũng thả lòng người rồi dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.